Ra được cũng ăn uống được cũng khổ cực, không có thuốc, không có phép gì, không có thuốc, có phép gì. Đến thì mà tôi kể lại là mà tôi nói chỉ tôi rất vất vả, mọi cái đều thiếu thốn hết, nói chung từ miếng ăn cho đến mọi cái sinh hoạt, cái gì cũng thiếu thốn, cái gì cũng phức tạp, không có cái gì hết. Cũng sinh trong thì trên thì trên đất liền thì máy bay thì nó ném bom, rồi dưới thì mình không được thể đi ra được ngoài nữa, nên mọi cái là cái gì hẳn cũng thiếu, cái gì hẳn cũng không có. Mà mấy bác quen gọi là hồi trường, dùng để sinh hoạt. Đây là một cái đoạn hầm mấy bác con. Đây là bà con tập trung nén này. Ngoài nữa bà con tập trung nén là con bác ơi. Mỗi lần quay lại thì đều bác luôn có ấn tượng nghĩ về thời kỳ chiến tranh. Và cứ xem như cái chuyện trong thời kỳ chiến tranh mà bác con sống cùng nhiều đồng đội con sống trở lại là một kỳ tích. Có đi lại đâu vậy đó. Dạ.